hướng dẫn cô chú cách thắt dây dài. Đây là mẫu dài sneaker mới về của shop con. Cái mẫu này nó khác với lại mấy cái mẫu kia, là cái này là test lận 2 dây lận. Cái này màu xanh. Hôm nay con sẽ hướng dẫn cho các cô chú cách thắt dây dài nha. Cái này màu xanh nha cô chú nha. Cái mẫu này hàng mới về luôn này, nó có tận 3 màu, màu xanh, màu hồng, màu cam. Cô dạy thắt quen luôn nha cô chú nha. Hôm nay chị Go sẽ chỉ cho cô chú cách thắt dây dài 2 dây dây thắt quen. Thắt đi chứ. Hôm nay cả nhà em sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách thắt dây dài. Cái này là một cái mẫu mới, nó có gồm có hai sợi dây với cái nhau. Cái này là màu xanh nha cô chú nha, còn đây là màu hồng, màu cam. Đúng rồi, nó có ba màu, đây là màu hồng, màu xanh và màu cam, ba màu mới luôn. Dây được luôn nha cô chú nha, phối dây biển màu cũng được. Cái này là dạng quát màu nha anh chị nha, nó rất là nhiều màu luôn. Thì cái này nó có hai sợi nên nó sẽ rắc rối hơn những cái mẫu mà nó có một sợi. Thì ở đây cháu nó sẽ hướng dẫn cho anh chị cách thắt dây dài nha. Hôm nay chị con sẽ chỉ cô chú cách thắt dây dài nha. Mấy cách thắt này nó cũng đơn giản lắm, nhưng nhiều khi mình không có để ý thì rất là khó để thắt. Nhưng mà không kỹ là thắt lộn xộn xì ngầu luôn nha cô chú nha. Đúng rồi, lộn xộn xì ngầu. Còn không thôi mà không thắt kỹ thì con chó nó sẽ cắn đứt dây luôn. Cái này nó có hai sợi dây, bây giờ nó có là cái viền xanh. Thì bây giờ hiện tại thì mình đang thắt cái dây viền xanh trước. Cái này nó cũng đơn giản lắm anh chị, nhưng mà chủ yếu mình giống như là không biết cách thắt thôi. Mình nhiều khi mình nhìn nó rối quá, mình không biết là như thế nào. Ví dụ như nếu mà anh chị và các bạn mà mình có sáng tạo á, thì mình có thể thắt tùy theo ý mình cũng được. Nó có hai sợi dây màu, hiện tại thì mình thắt xong cái nhờ dây màu xanh rồi, còn đây là cái màu caro. Còn cái ghế thì có hình mặt cười luôn nha cô chú nha. Có hình mặt cười nè. Đây hình mặt cười đây. Cái ghế luôn nha cô chú nha. Cứ giữ ghế luôn, hình mặt cười. Mặt cười giống con ấy hả? Hình mặt cười đây. Rồi để mẹ sẽ quay cận cảnh chế thắt dây dài để cho cô chú và anh chị xem trước. Để khi mà cô chú anh chị mà mình muốn thắt nó cũng dễ. Còn cô chú mà giống như là chị cũng làm nhanh quá thì cô chú đang coi thì thắt nhanh quá thì cô chú dừng video lại, cô chú xem cách thắt nha. Dừng lại thắt xong đi rồi để mở tiếp thì coi tiếp nha. Cái này mình có hai cách nha anh chị nha. Ví dụ như mình nếu muốn cột dây ra ngoài thì mình cột. Còn nếu không á thì nè, đây là cái dạng mà để mình cột dây ra phía bên ngoài nè. Là mình thắt có cột ra phía bên ngoài, còn đây là mình lặn dây vô trong. Cô chú có thể thắt một dây luôn nha. Một dây, hai dây thì thích nha anh chị nha. Đây là lặn dây phía bên trong nè. Còn đây là cột ở phía bên ngoài. Mình có thể sử dụng hai cách. Ví dụ mình không muốn dây nó rườm rà thì mình có thể lặn vào phía bên trong. Đây là dây, cái này là cái dây sọc caro của nó nè. Còn đây là dây là dây một màu, tùy theo cái loại dài. Còn dây dụ dây một màu thì nó sẽ có những cái dây giống như vậy. Còn nếu mà dây này màu hồng thì nó sẽ theo cái viền màu hồng của nó. Còn đây là màu cam thì nó sẽ theo dây màu cam. Vậy nó cũng có một cái dây trắng đen như vậy kèm theo nó luôn. Cái này phải quan nha cô chú nha. Dây màu đen với trắng là phải quan. Đó là những cái cách thắt dây dài cơ bản và đơn giản nhất luôn anh chị có thể mình áp dụng. Đây là những cái đế màu phân màu kiểu thời trang mới, nó có hai dạng, hai tông màu nè. Cái này xanh phối trắng và nó có cái sợi dây của nó cũng theo là xanh với lại trắng luôn. Còn đây là màu viền hồng, trắng viền hồng. Đây là dây của nó anh chị ha. Cái này nó đơn giản lắm, mình chỉ cần thắt chéo qua chéo lại tùy theo. Ví dụ như nếu mà anh chị mà mình muốn dây hồng nó nằm ở trên đó thì cho nó nằm ở trên. Còn nếu muốn dây màu nó nằm ở dưới thì mình sẽ phối thêm màu ở dưới luôn đây nè. Đó, ở đây là hai cách để thắt dây. Một cái dây này là dây trắng đen nè, màu xanh là dây trắng đen nè anh chị. Còn ở đây là dây bên màu hồng là dây của sợi màu hồng luôn. Đó là hai cách thắt đơn giản. Giá nó cũng rất là dễ. Dễ hơn nha cô chú nha.
rất là hạt dẻ luôn. Khi mà hàng về đó, thường thường là những cái đôi giày này nó sẽ không có được thắt dây, là nó sẽ trơn chu giống vậy luôn đó. Mình phải về mình phải tự thắt, mình tự mình trang trí lại cho nó đẹp. Nên về mà ví dụ như nếu anh chị mua những cái đôi giày như thế này á, mình có thể về mình áp dụng để mình thắt dây dài cho sao cho nó đẹp và nó xinh nha anh chị nha. Cảm ơn anh chị đã xem video đó chị Minh. Cảm ơn cô chú nha. Bye bye cô chú. Cô chú nhớ nhấn like và subscribe giúp hai mẹ con nha. Với chị Gân nữa nha. Bye bye cô chú. Cô chú nhấn chuông nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà ở những cái video tiếp theo nha. Bye bye.